Khi mà khó khăn đến, bạn có thể chết chìm trong nỗi đau đó, hoặc đó là đòn bẩy cho bạn bật lên ở rất cao. Với những ai gia đình từng khó khăn, với những ai mà cha mẹ đã từng vất vả để lo cho mình, hãy hiểu một điều rằng khó khăn của bạn đôi khi sẽ là thế mạnh của bạn, bởi vì không phải ai cũng từng trải qua khó khăn như bạn và không phải ai cũng có câu chuyện giống như bạn. Bạn cũng phải trở nên thật xuất sắc. Mình từng đọc ở đâu như thế này: đừng cố theo đuổi một con ngựa, mà hãy dùng thời gian đó để trồng một đồng cỏ, để đến khi mà xuân về hoa nở thì sẽ có cả một bầy ngựa cho bạn lựa chọn. Bạn có cố làm thân với ai cũng chỉ là tạm thời. Người bị thu hút bởi tài năng của bạn sẽ trở nên lâu dài. Bản thân của cây ngô đồng thì phượng hoàng nó mới đậu lại. Bản thân của bạn biển cả thì cam cá nó mới đổ về. Người xuất sắc hơn như thế phải phụ thuộc rất lớn vào những người xuất hiện bên cạnh bạn. Ở cạnh bạn là ánh sáng thì bạn sẽ không bao giờ tăm tối. Ở cạnh bạn là người có ý chí tiến thủ thì bạn sẽ không bao giờ lo bị lạc hậu. Đời người rất quý giá, vì vậy bạn hãy trở nên thật xuất sắc. Hãy giỏi đến mức mà không ai có thể phớt lờ được bạn. Hôm nay khắc nghiệt, ngày mai còn khắc nghiệt hơn. Nhưng nếu bạn cố gắng thì ngày kia sẽ là ngày tươi sáng. Đã muốn thành công thì đừng bao giờ mong manh như bồ công anh trước gió, mà hãy là xương rồng cứng cáp trước bão giông. Giá trị của bản thân không phụ thuộc vào cách mà người ta đối xử với bạn. Sống là chính mình thật sự khó nha các bạn. Không phải vì ở xã hội này đâu, mà chỉ nghĩ rằng khó khăn nhất chính là rào cản vô hình trong đầu của bạn. Không có rào cản xã hội nào mạnh mẽ bằng rào cản tâm trí bên trong chính con người của bạn. Nó mới là cái kìm hãm bạn nhất, chứ không phải là những người khác. Kẻ thù duy nhất của chúng ta chính là chính mình. Cái mà chúng ta cần vượt qua đó là chính mình. Đó mới là kẻ thù mạnh nhất của chúng ta. Nếu bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ sẵn sàng làm những điều mà bạn muốn hơn. Khi mà bạn vượt qua được cái rào cản tâm trí đó thì bạn sẽ thấy được cái hóa ra một tiếng rất là nhỏ và mình cứ vẽ ra. Khi còn trẻ thì người ta sẽ nhìn vào bố mẹ của các bạn để người ta đối xử với các bạn. Nhưng khi các bạn đã lớn lên rồi thì người ta sẽ nhìn vào các bạn để đối xử với bố mẹ của các bạn. Hãy nhớ rằng tốc độ thành công của mình luôn luôn phải nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ mình. Nhớ điều đó, luôn luôn phải nhớ cái điều đó. Tất cả những việc bất đắc dĩ hiện giờ, tất cả những cái năm tháng khó khăn mà bạn trải qua bây giờ, để sau này bạn được tỏa sáng giữa đám đông. Người ta chỉ nhìn thấy những tia sáng ấy, chứ đâu có thấy được những vết thương mà bạn đã chịu khó trong quá khứ. Nhưng mà mấy ai thật sự cố gắng đã sống trọn vẹn cho hiện tại chưa? Nếu mà bạn cứ quên quẩn ở quá khứ, bạn cứ lo lắng và nghĩ đến tương lai, thì bạn sẽ hoàn toàn bỏ lỡ để trải nghiệm, thưởng thức những cái điều đang xảy ra. Sống này là